Hello mấy chồng yêu. À đồ ở đây, ok. Hello, what's good? Welcome back to my channel. It's your boy, Chucky Nguyễn, ok. Thì như tựa đề của video hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho một cái sản phẩm mới của Oset. Có người đón em rồi, ok. Thì thực ra thì đây là một trong những cái sản phẩm đầu tiên mà mình làm reaction mà gọi là sản phẩm của Oset luôn. Đây là sản phẩm đầu tiên của Oset mà mình làm reaction. Nói đúng là như vậy, ok, sorry. Ok, thì thực ra thì trước đấy thì cũng đã có rất là nhiều bạn luôn kêu mình làm reaction những sản phẩm của Oset, những sản phẩm trước đó, nhưng mà rất là tiếc là mình hơi bận và mình không có thời gian, nên là ở thời điểm hiện tại thì mình cũng đang khá là rảnh. Hiện tại các bạn biết mình làm reaction vào lúc mấy giờ không? 10 giờ tối. 10 giờ tối mình phải bật đèn rồi các thứ làm reaction, ok, là các bạn biết là mình cực kỳ gọi là yêu thương các bạn đó, ok. Và thực ra thì mình cũng không biết là cái reaction này sẽ được đăng tải vào ngày nào, nhưng mà mình cũng muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe đến mọi người, và cũng như là mong mọi người sẽ có được một năm 2023 sắp tới thật là vui vẻ, thật là tích cực, thật là năng lượng, ok. Và mong là các bạn đã sẽ, mình không biết sẽ hay là đã nữa, nhưng mà mình mong là các bạn sẽ kết thúc được một cái năm 2022 thật là trọn vẹn nhất có thể, ok. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một like và một nút subscribe phía bên dưới nhé, ok, để cái reaction video này được lên đề xuất. Và mình có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook, Instagram, nên nếu được thì các bạn có thể check qua, ok. Cái những người xem trên TikTok của mình cũng khá là nhiều, nên là mình rất là cảm ơn các bạn, ok. Và tới phần reaction thôi, ok, let's go baby. Có người đón em rồi, Oset. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì mình luôn nhắc nhở các bạn cái việc uống nước, always stay hydrated, không phải là quảng cáo, chỉ là muốn nhắc nhở các bạn cái việc hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân, ok. Nhớ uống nước đi. Về để tôi uống một ngụm, các bạn uống một ngụm, ok. 1, 2, 3, vô. Let's go. Tiger tài trợ luôn kìa, ok. Thú thật là đây là một cái sản phẩm đầu tiên mà mình nghe của Oset luôn á. Ý là coi cái MV đàng hoàng luôn nha, ngồi coi hết 100%, nghe hết 100% luôn á, ok. Đó là cái phát, ok. Okay, let's go. Oset. The lyric home. Vì có người mới vừa đón em rồi. Yeah, người lưu vết sẹo của em trên môi. Qua đôi mắt thì cho em vui. Okay. Đằng sau quên đi thật mơ bài lời nói dối. Oh yeah, nỗi buồn vẫn cứ thế lại côi. Oh oh, lắng đi đau thương em trao chẳng để lại đây. Melody kìa, let's go, được đó. Oh shit, ok, cái khúc này nè. Oh oh, lắng đi đau thương em trao chẳng để lại đây. Như thế trong chúng bao anh nhớ gì không phải vậy. Có tiếng không sao nhưng trên đôi mi lại cay. Sâu. No, tình yêu rất trẻ anh không cần đâu khi lòng tin đã phai màu. Mình
sẽ chẳng có thêm những lần sau. Em cũng đã hay rồi à, mà nơi đấy tôi tình yêu em thay vội mà nếm ôm lấy tôi. Tại sao phải đau đầu tìm cách giữ lấy nhau? Just tell me if you wanna go. Tình có thể mỗi chỗ đón em rồi. Người lưu vết son của em trên môi. Qua đôi mắt thì chắc em vui. Anh lại thức biết mấy đêm trôi à, lại mấy đêm trôi. Tôi hiểu cái câu chuyện của cái MV này rồi. Ok, cái người phụ nữ này là một cái người sát nhân. Ok, là sát nhân hàng loạt. Ok, Oset là một trong những cái nạn nhân đó, và đây là những cái nạn nhân trước đấy của cái người này, của cái bạn nữ này, theo tôi hiểu là vậy nha. Đó, và đây là sẽ là cái người tiếp theo. Yeah. Ok. Wow, cái MV rất là chỉnh chu ha. Như tôi đã có nói ở đầu cái video này rồi, thì đây là một sản phẩm đầu tiên mà tôi, một sản phẩm đầu tiên của Oset mà tôi nghe và hết 100% cái bài hát, và cũng như là ngồi xem cả một cái MV thật là nghiêm túc luôn. Thì đối với tôi đây một, tôi không biết những sản phẩm trước đấy nó sẽ như thế nào ha, nó như thế nào, nhưng mà đối với tôi ở thời điểm hiện tại thì không tâm mà nói thì đây là một cái sản phẩm đầu tư có được cái sự đầu tư và cũng như là chỉnh chu. Theo tôi là sẽ dùng một từ gọi là chỉnh chu về phần hình ảnh, về màu sắc của cái phần MV. Một cái MV có câu chuyện rõ ràng mà cũng như là một cái bài hát tôi rất là thích, rất là vui tươi. Thực ra thì thú thật thì tôi không phải là một fan của Oset, thực sự là như vậy luôn, nên là tôi rất là ít khi nghe nhạc của Oset. Như tôi nói là thì đây là một cái lần đầu tiên mà tôi nghe cái 100% cái bài hát này luôn một cách trọn vẹn. Thì đối với tôi thì cái tạo hình của nhân vật chính, cái người nam chính Oset trong cái MV này rất là đẹp ha, nhất là cái khúc mà nằm ở dưới sàn nhà và sau đó đứng lên rồi kiểu xanh xanh đỏ đỏ, rồi tôi rất là thích, nhìn rất là đẹp trai, nhìn rất là Hàn Quốc. Thì như nói đối với cái sản phẩm này thì để gọi là để nhận xét, để là một cái từ gì đó nhận xét gọi là cho tổng thể cái bài hát này cũng như là cái MV này, thì đối với tôi là đó là từ chỉnh chu. Ok. Và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm này, và shout out cho bạn Tuấn. Tuấn đã có nhắn tin riêng với tôi là kêu tôi làm cái reaction này đi, và nếu không thì bạn sẽ dỗi tôi. Nói nghe như gay vậy. Come on man, ok. Come on man, ok. Và shout out cho Tuấn, và cái reaction tôi đến đây thôi. Những cái ý kiến của tôi nói trong những cái reaction, những cái video reaction thì luôn luôn là những cái ý kiến cá nhân, có thể là nó giống với các bạn nhưng mà có thể là không giống với các bạn, nhưng mà không sao cả. Mỗi người sẽ có mỗi cái gu âm nhạc, mỗi cái nói chung là mỗi cái gu khác nhau. Ok, và rất là mong mọi người sẽ respect thì cái reaction của tôi đến đây thôi, và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Và hãy nhớ uống nước và gọi là chào đón một năm 2023 sắp tới thật bùng nổ. Ok, và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo, và tôi rất là mong là sẽ luôn nhận được những sự ủng hộ từ các bạn ở YouTube và cũng như là TikTok. Ok, và reaction của tôi đến đây thôi. Nhưng mà khi peace and I'm out, always stay hydrated guys, and bye bye.